Bắt đầu từ hàng này mình sẽ bớt cổ ha. Sau khi móc được một hàng ô lưới thì mình sẽ bớt cổ. Thì mình móc 5 bông. Bông thứ 6 là sẽ mình bớt xéo ha. Thì mình móc 3 kép chung chân rồi á. Thì mình sẽ móc một mũi kép vào cái điểm giữa ngay góc của cái đai á ha. Mình móc mũi kép xong rồi mình quay lại mình móc mũi trượt lên. Móc 3 mũi trượt lên. Xong rồi mình móc 3 mũi bính. Móc 3 kép ở bông kế tiếp. Vào trên đỉnh của bông kế tiếp ha. 3 kép chung chân. Thì nó sẽ có một đường xéo như vậy ha. Rồi bên này móc bình thường nha. Thì sau khi móc bình thường rồi thì hàng thứ ba thì mình cũng quay lại rồi mình bớt y tương tự như hàng trước á, thì móc 3 bính xong rồi 2 kép chung chân là thành 3 kép đó. Rồi mình móc mũi kép vào ngay trên đỉnh của mũi bính của hàng trước á, rồi mình quay lại mình trượt lên 3 mũi trượt tương tự y như vậy ha, tương tự như y như hai hàng trước đó, mình móc y như vậy thì nó sẽ có độ xéo lên. Tiếp theo 3 bính, 3 kép chung chân ở bông đỉnh trên bông kế tiếp. Ở phía ngoài mình móc bình thường, thấy bạn thấy độ xéo không? Các bạn muốn sâu thì các bạn móc thêm hàng ô lưới ha. Còn như mình thì mình bớt 3 hàng ô lưới thôi. Thì hàng thứ 3 ô lưới cũng móc tương tự như vậy ha. Cuối hàng mình móc mũi kép ở trên đỉnh của bông á, rồi mình quay lại mình móc trượt lên 3 mũi trượt. Rồi lên 3 bính. Móc 3 kép chung chân trên đỉnh của bông kế tiếp. Còn lại là 3 bông trùng với hàng sau ha. Các bạn thấy độ xéo không? Còn lại 3 ô lưới thì trùng với thân sau. Các bạn muốn cổ sâu thì móc thêm một hàng nữa nha. Tương tự ở phía xong rồi các bạn lật mặt trái lên, các bạn ráp trên vai luôn để khỏi cắt chỉ. Thì các bạn nối lại với thân sau rồi các bạn móc mũi đơn qua xuyên qua hai thân ha. Xuyên qua hai thân cho căng đều nhau. Các bạn căng đều nhau mỗi mũi bên này với mũi bên kia đâm qua móc mũi đơn cho hết ha. Cho hết xong vai thì mình cắt sợi ra ha. Lật qua mặt phải. Mặt phải thì nó sẽ như vậy ha. Tương tự với thân bên kia cũng vậy nha. Các bạn thấy cổ có độ cong xéo vậy ha. Tương tự bên này cũng vậy.
y chang với cổ bên kia. Thì các bạn cũng bớt y chang. À, các bạn lấy mũi ở ngay chỗ góc nha, góc của cái đai giữa thân bên này, thì các bạn bớt từ phía bên này bớt qua, thì các bạn móc lên 7 mũi bính ha, 7 mũi bính, rồi móc 2 mũi kép vào bính thứ tư. Rồi móc mũi đơn vào. Rồi bông các bạn móc bình thường hết. Ở góc này thì các bạn móc y như vậy ha, giống như cách bớt của thân sau vậy đó. Thì qua hàng thứ hai thì cái cuối hàng thì mình móc mũi kép nha, móc một mũi kép thôi chứ không phải 3 mũi kép nha, móc một mũi kép để cho có độ xéo. Rồi mình lặp lại qua mặt trái, rồi mình móc lên 3 bính là của độ xéo của một cái bông đó, của một cạnh bông đó. Xong rồi móc tiếp 4 bính là tổng cộng 7 bính, móc 2 kép vào bính thứ tư y như hàng trước vậy đó. Rồi móc mũi đơn vào giữa hai bông ô lưới. Các bạn thấy có độ cong rồi đấy không? Độ xéo. Tương tự bông thì các bạn bên trong các bạn móc vẫn bình thường ha. Thì hàng tiếp cuối hàng thì mình móc mũi kép nha. Mũi kép trên đỉnh đó để tạo độ xéo. Xong lên 3 bính, quay lại y chang như các hàng trước. 3 bính xong lên tiếp 4 bính nữa là tổng cộng 7 bính. Móc vào bính thứ tư. Hai mũi kép. Móc mũi đơn vào giữa hai bông ô lưới. Để có độ xéo. Thì cuối hàng cuối cùng á cũng móc vào mũi kép nha, trên đỉnh. Cuối cùng cũng còn 3 ô lưới trùng với thân sau. Thì các bạn chập với thân sau, chập móc bên mặt trái á nha. Các bạn nhớ lật mặt trái. Xong các bạn ráp vai vô. Thì sau khi lật qua mặt trái, các bạn ráp cũng y như ráp bên kia, đối xứng qua, đâm mũi đối xứng qua thanh trước với thanh sau, móc mũi đơn thẳng qua cho hết đường vai. Móc thẳng qua. Sau khi móc thẳng sang thì để được đường vai như thế này thì các bạn cắt chỉ đi, hoặc là không cắt chỉ thì các bạn móc viền tay áo luôn. Thì ở cái đường viền tay áo á, đối với áo cụt tay á, các bạn không móc tay thì các bạn ráp vô, các bạn móc viền lên. Đây, ở đây mình hướng dẫn cho các bạn móc viền cổ trước ha. Thì lên 3 bính 2 kép, xong rồi một đơn. Hai hoặc 3 bính đều được hết ha. Cái chỗ viền này 3 bính thì nó có độ cong của trên cái đỉnh hơn. Một đơn, các bạn cứ canh ứng án xuống. Móc sao cho nó đều tay, đều cái đường viền cổ ha. Tương tự như vậy các bạn ráp hết vòng viền cổ nha. Sau khi hết vòng viền cổ thì sẽ được như vậy.
móc nó hơi cong cong một tí, nhưng mà giặt ủi ra thì nó thẳng thớm bình thường lại ha. Cái đường viền tay cũng tương tự, móc y như đường viền cổ nha. Nếu các bạn không móc tay thì sẽ như vậy ha. Đường nách. Mình hướng dẫn cái đoạn dưới ha. Móc tung vé dưới. Mình lên 3 mũi bính ngay chỗ ráp nối nha. Xong rồi móc hai kép vào cái cạnh của mũi kép cạnh bên đó. Rồi móc một mũi kép ở giữa hai cạnh bên của kép á ha. Cứ ở giữa cạnh kép thì móc hai mũi kép. Rồi móc một mũi kép ở ngay mũi kế tiếp ha. Tổng cộng một hàng là thành 3 mũi đó. Hai kép. Rồi một kép vào chân kế tiếp. Cứ thế các bạn móc cho hết hàng ha. Sau khi hết hàng rồi á thì các bạn lật qua mặt trái, các bạn móc bông ô lưới lên 3 bính, rồi móc hai mũi kép chung chân vào trong chân 3 bính đó, lên 4 bính, móc hai kép vào bính đầu tiên. Rồi 1, 2, 3, 4, 5. Thứ 6. Đâm vào mũi thứ 6. Một mũi trơn ha. Tương tự như vậy các bạn móc cho hết hàng ha. Hai mũi kép. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Đâm vào chân thứ sáu. Một mũi đơn. Cứ thế các bạn móc tương tự như y ở thân trên á, nhưng mà là không có cái đường giữa. Thì sau khi móc được một đoạn như thế này thì khoảng 5 hàng ha. 1, 2, 3, 4, 5. 5 hàng thì các bạn thêm mũi cho có xoay. Sau đây thì mình hướng dẫn cho các bạn móc qua thêm cái phần tay con nữa nha. Cho bạn nào thích có tay thì mình móc trước một tay bên này rồi ướm vào để cho các bạn xem. Thì chiều dài của tay khoảng gang tay, gang bên này canh qua phía bên này ha. Gang tay hai cái đường cong này sẽ bằng nhau. 1, bắt đầu từ tay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Thì 16 bông. Thì mình sẽ móc thẳng lên 16 bông ha. 16 nhân với 6, một bông là 6 mũi bính. Các bạn nhân lên ha. Các bạn bắt 96 mũi bính nha. 16 nhân 6 là 96 nha. Thì sau khi 96 mũi móc lên 3 mũi bính. 4, 5, 6, 7. Móc vào bính thứ tư. 2 mũi kép chung chân. Ba bính rồi một, rồi từ ba bính mình đếm ba bính, rồi từ chân ba bính mình đếm lên năm, cách năm chân, chân thứ sáu
mình móc một mũi đơn vào. Ở bên trong này thì mình móc ô bình thường ha, móc như bình thường cho tới hết hàng. Vào chân thứ sáu nha, một mũi đơn, cứ thế các bạn móc cho tới cuối hàng ha. Sau khi móc cho tới cuối hàng mười lăm bông, bông cuối lên ba bính, móc hai kép chung chân vào cái chân bính. Rồi cái chỗ góc này thì mình móc mũi kép nha, để tạo độ xéo ha. Thì mình thay vì móc hết, mình bỏ ra cái cuối, rồi mình vắt một mũi, một vòng xong rồi mình móc mũi kép, xong rồi luồn vào cái ba cái mũi cuối cùng ha. Lên một bính xong rồi mình trượt ba mũi trượt. Lên ba bính xong rồi móc vào trên đỉnh của mũi bính đó, của bông kế tiếp mình móc ba kép chung chân. Tương tự giống như bớt cổ đó, để có tạo độ xéo. Thì mình móc cho hết tới cuối hàng, mình bớt ngược lại. Thì mình sau khi mình móc tới cuối hàng á, thay vì mình kép, mình không kép hết, mình trừ lại hai mũi, xong rồi mình vắt dây, mình móc mũi kép trên đỉnh của bông kế tiếp ha, cuối cùng móc qua ba mũi để tạo độ xéo cho nó đẹp. Hai bên xéo, hai ba bính, ba bính xong rồi tiếp lên tiếp bốn bính nữa là thành bảy bính. Xong rồi móc vào bính thứ tư, móc hai mũi kép chung chân. Rồi móc mũi đơn vào bông giữa của bông hai, hai bông ô lưới kế tiếp. Cuối hàng bên này thì các bạn móc cũng bớt độ xéo ngược lại. Cách thức bớt giống như bớt ở cổ vậy. Ở bên trong thì các bạn vẫn móc bông ô lưới bình thường như bình thường ha. Móc ô bình thường. Đến cuối hàng thì các bạn thay vì hết móc hết qua hai mũi cuối mình không móc, xong rồi mình vắt dây, mình móc mũi kép, rồi luồn qua ba mũi để tạo độ xéo ha. Rồi trượt lên ha, mình móc một bính mình lặp lại, mình trượt lên ba mũi trượt. Rồi lên ba bính, móc ba mũi kép chung chân vào bông kế tiếp, trên đỉnh của bông kế tiếp, trên đỉnh của mũi bính.
tương tự cuối hàng, móc cho hết, tương tự cuối hàng cũng móc, tạo độ xéo, cuối hàng cũng móc y chang như vậy ha, y chang như mấy hàng trước nha. Thì các bạn bớt 5 hàng, 2, 3, 4, 5. Hàng cuối, cuối mũi cuối cùng á, mình móc mũi kép nha, qua ba mũi cuối thì độ xéo nó sẽ đẹp hơn ha. Ba bính xong rồi mình lật lại, móc tiếp lên bốn bính, móc hai mũi kép vào chân bính thứ tư, móc một đơn tương tự như các hàng trước, mình cũng móc y như vậy. Cuối cùng mình móc tạo độ xéo hình thang như thế này, 5 hàng bông ô lưới nha. Sau khi được 5 hàng á, thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuối cùng còn 6 bông ở trên đỉnh. Thì sau đó mình ráp lại với cái đường ống tay ha. Thì mình ráp ở bên phía mặt trái nha, nhớ canh mặt trái mặt phải nha, đừng có ráp lộn. Thì ráp ở ngay cái đường xéo mình bớt đó, trùng với cái đường xéo bớt ở ngay chỗ nách đó nha. Mình nối vô, mình ráp thẳng lên. Mình nối sợi vào, mình ráp vào mũi đơn giữa hai cạnh hai bên đó. Ráp ngay đường xéo nha. Ngay cái đường mình vớt xéo, mình canh. Mình canh các mũi qua cho nó đều ha. Vừa móc vừa ướm. Sau khi móc ướm canh đều á, thì móc xong, ráp xong rồi thì mình quay lại mình móc đường viền luôn nha. Thì tương tự móc đường viền như ở cổ vậy đó. Lên hai bính, móc hai kép chung chân. Rồi canh vào đoạn giữa nha, ráp lên hai bính, hai kép chung chân. Các bạn làm ba bính cũng được, không có sao hết, hai hoặc ba bính. Bình hơn cứ thế các bạn ráp cho hết vòng của cái đường tay nha. Cứ thế các bạn móc cho hết. Sau khi mà móc hết thì cái bên tay nó sẽ một vòng như vậy ha. Móc vòng qua cái vòng tay. Thì cái đoạn này, cái đoạn thân dưới, thì cứ sau khi mình móc được 5 hàng thì mình thêm, canh thêm, canh chia làm 6 mình thêm. 1, 2, 3, 4, 5, hàng thứ 6 là mình bắt đầu mình thêm ha. Mình thêm, mình chia ra đều ra 6 mũi thêm, hai bên hông với hai mũi ở giữa. Hai bên hông trước, hai bên hông với hai mũi giữa, trước hai mũi giữa và sau. Rồi. Chân váy của mình thì cứ 5 hàng mình thêm một lần, mình thêm hai lần thì độ xòe vừa vừa, rồi mình móc thẳng xuống cho vừa với chiều dài của váy của mình ha.
Thì nếu bạn nào không muốn xòe mà làm váy body ôm á, thì các bạn móc từ eo, móc thẳng xuống nha. Móc từ eo thẳng xuống thì nó suôn xuống, thì mình mặc lên thì nó sẽ ôm cái mông mình thành body, body váy ôm, ôm sát vào người mình á. Váy mình móc sợi cô tông Nhật, chập 4, móc hết 400 gram sợi nha. Mình móc kim tulip 2 mm nha.